Xin chào các bạn đã đến với Hệ Sa Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất dành riêng cho bạn. Sữa Aptamil Profutara số 3900g Sữa Aptamil Profutara số 3900g Aptamil được biết đến với thương hiệu sữa công thức rất nổi tiếng dành cho trẻ em, với nhiều dòng sản phẩm Aptamil Anh, Aptamil Đức, Aptamil Úc, Aptamil Bạc. Trong đó dòng sản phẩm Aptamil Úc đang được các mẹ đánh giá là tốt nhất bằng chứng là các mẹ có thể lên trên các hội nhóm như hội các mẹ nuôi con bằng sữa công thức hay hội đi sữa công thức có tâm sẽ thấy rất nhiều mẹ nhắc đến dòng sản phẩm này đây chính là những đánh giá khách quan nhất từ các mẹ đã và đang cho con dùng sữa aptamil úc này và có một sự thật là hầu hết các dòng sản phẩm sữa công thức đến từ úc đều được các mẹ việt rất yêu thích như sữa Blackmores, úc sữa kit essential của nestle sữa aptamil úc sữa bediasur nắp tím của úc sữa milo úc và rất nhiều các loại dinh dưỡng khác, điều này cũng dễ hiểu bởi trẻ em ở Úc nhờ sử dụng các sản phẩm này nên phát triển rất khỏe mạnh. Chiều cao cân nặng cân đối và đặc biệt là có trí tuệ vượt trội hơn hẳn các quốc gia trong khu vực, và với sữa Aptamil cũng như vậy. Những trẻ sử dụng sữa Aptamil Úc đều đặn luôn có một thể chất khỏe mạnh, thông minh và tinh anh hơn rất nhiều. Vậy trong sản phẩm sữa Aptamil sản xuất tại Úc có những ưu điểm gì mà lại được các mẹ đánh giá tốt như vậy? Thì bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết nhé công dụng sữa Aptamil Profutara số 3 900g dòng sản phẩm sữa Aptamil Úc xây dựng trên công thức Profutara giúp trẻ phát triển toàn diện nhất. Trong đó những biểu hiện bên ngoài mẹ có thể dễ dàng nhận thấy khi bé uống sữa Aptamil Úc là bé cao nên trông thấy, cân nặng đạt chuẩn và thông minh sắc sảo hơn rất nhiều. Đây là những điều mà mẹ nào cũng muốn con mình đạt được, trẻ trong giai đoạn từ 1 tuổi bắt đầu tập đi khám phá thế giới xung quanh, lúc này trí não bắt đầu phát triển rất nhanh. Sản phẩm Aptamil Úc số 3 với hàm lượng cao có nguồn gốc từ dầu cá giúp hoàn thiện trí não và tăng khả năng ghi nhớ và giúp bé tinh anh hơn. Có trong hầu hết các loại sữa công thức nhưng điểm khác biệt ở Aptamil Úc là từ dầu cá có giá trị dinh dưỡng và dễ hấp thu hơn rất nhiều lần. Cũng trong giai đoạn từ 1 tuổi thì hệ vận động của bé phát triển mạnh mẽ khi bé bắt đầu tập đi. Chính vì vậy mà trong sữa Aptamil Úc số 3 đã được bổ sung lượng canxi dồi dào giúp cho hệ xương răng phát triển khỏe mạnh và giúp tăng trưởng chiều cao tối đa. Tuy nhiên không phải cứ bổ sung canxi nhiều mà giúp bé tăng chiều cao bởi canxi khó hấp thu mà phải nhờ đến các chất xúc tác thì trong sữa Aptamil đã được tối ưu hóa một cách cân đối nhất. Một điểm cộng nữa có trong sữa Aptamil út số 3 đó chính là được bổ sung men vi sinh Probiotic Bifidobacterium có nhiều trong sữa mẹ giúp cho hệ tiêu hóa của bé luôn khỏe mạnh như bú sữa mẹ. Lợi khuẩn có tác dụng rất tốt khi vào trong sữa non sẽ ức chế vi khuẩn có hại và nuôi dưỡng các vi khuẩn có loại từ đó giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru out bút đều và đặc biệt ngăn ngừa các vấn đề về tiêu chảy hoặc táo bón thường gặp ở trẻ. Ngoài ra đối với Actamil Úc số 3 giai đoạn này còn được bổ sung thêm kẽm và sữa non giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé, giúp cho bé khám phá thế giới mà không lo vi khuẩn môi trường xung quanh. Và khi nhìn vào bản thành phần dinh dưỡng nhà sản xuất in trên hộp sữa mẹ sẽ thấy trong sữa còn bổ sung rất nhiều vitamin và khoáng chất giúp bé tăng trưởng và phát triển toàn diện nhất. Thành phần sữa Actamil Profutara số 3 900g vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, D3, E, axit folic và các khoáng chất như canxi, phosphor, magi, sắt, kẽm, iốt. Lựa chọn được một sản phẩm tốt phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cho con không hề dễ dàng. Và khi đã lựa chọn được sản phẩm đó rồi thì điều quan trọng hơn nữa chính là cách sử dụng sản phẩm. Đối với sữa Aptamil chứa nhiều các dưỡng chất, lợi khuẩn có giá trị sinh học cao thì mẹ lại càng phải chú ý đến cách pha sao cho đúng với chỉ dẫn của nhà sản xuất. Trong sữa Aptamil Úc số 3 được bổ sung hàm lượng men vi sinh đáp ứng đủ nhu cầu cho hệ tiêu hóa của trẻ rồi do đó mẹ không cần phải bổ sung thêm men vi sinh khác trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ dẫn của cán. Bộ Y tế bảo quản hộp sữa ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, hộp sau khi mở nắp dùng trong 4 tuần, không bảo quản trong tủ lạnh sẽ bị hút ẩm và làm hỏng sữa. Đến với hệ sa Việt Nam khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm, các sản phẩm chất lượng 100%, bởi chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối hàng úc chất lượng hàng đầu việt nam mọi sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại úc chính vì thế không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đưa đến tay người tiêu dùng với mức chi phí thấp nhất hay xa việt nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ mà hơn cả đó là sự đồng hành nhấp vào phần mô tả để xem thông tin chi tiết chúc các bạn mạnh khỏe và thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại